Trong đêm qua, thành phố Vinh ghi nhận một ca nghi mắc COVID-19. Xung quanh ca nghi nhiễm này, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người để mở rộng điều tra. Phản ánh của phóng viên VTC tại Nghệ An. Vâng, hiện tôi đang có mặt tại khu vực phong tỏa liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 tại trong cộng đồng thuộc phường Hai Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Và ngay sau khi phát hiện ca dương tính trong cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã triệu tập cuộc họp khẩn và đưa ra các phương án để phòng chống dịch COVID-19. Công an thành phố Vinh cũng đã huy động 100 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng khác để thành lập 41 điểm chốt chặn tại các khu vực vào ra của khu vực phong tỏa. Và ngay trong sáng nay thì lực lượng bộ đội phòng hóa thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cũng đã điều động 5 xe tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại khu vực liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2. Cũng theo thông tin từ Trung tâm CDC Nghệ An thì ngay trong sáng nay tất cả các công dân thuộc khu vực phong tỏa đều được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, và cho đến thời điểm này thì đã có đến 6.000 mẫu được lấy. Và cũng theo thông tin thì hiện nay đã truy vết được 10 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh này, và công tác truy vết các F còn lại cũng đã được tiến hành khẩn trương. Và ngay trong sáng nay, ngày 14 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Cũng theo giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, kết quả phân tích cho thấy tải lượng virus của các ca mắc COVID-19 của bệnh viện Bệnh nhiệt đới đều rất thấp. Đây được xem là lợi điểm khi toàn bộ nhân viên đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine COVID-19 trước đó. Hôm nay bước sang ngày thứ 3 bệnh viện này tạm phong tỏa, ghi nhận của phóng viên Giao Linh tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ông Nguyễn Tất Bình thì tính đến sáng nay, bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 55 trường hợp là nhân viên y tế mắc COVID-19 trong tổng số hơn 900 nhân viên của bệnh viện này. Và liên quan đến chuỗi bệnh thì hai nhân viên y tế khác của bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng đã được xác định là dương tính với SARS-CoV-2. Một tin mừng là hơn 200 trường hợp F1 của chuỗi lây bệnh trên thì đã có cho kết quả âm tính lần đầu. Trong 2 ngày qua thì bệnh viện đã thực hiện cái việc tầm soát, khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm không chỉ cho 900 nhân viên mà còn cho toàn bộ thân nhân và người bệnh nội trú. Ngoài 55 cái trường hợp được ghi nhận thì tất cả đều cho kết quả âm tính. Viện có một cái khoa bệnh dành cho bệnh nhân HIV với 46 trường hợp đang diễn tiến rất nặng. Đây là cái loại bệnh mà gây ra suy giảm miễn dịch cho bệnh nhân. Do đó nếu như bị COVID-19 tấn công thì chắc chắn là nguy cơ tử vong rất cao. Điều may mắn là khoa này thì nằm tách biệt với khối điều trị nội trú, do đó thì vẫn được bảo vệ an toàn. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới là bệnh viện tuyến đầu trong việc điều trị bệnh truyền nhiễm không chỉ của thành phố mà của toàn bộ khu vực phía Nam. Và COVID-19 không phải là cái trận chiến đầu tiên mà bệnh viện này tham gia. Với những cái kinh nghiệm đã có từ một cái bệnh viện lâu năm nhất của thành phố Hồ Chí Minh, với cái sự tinh nhuệ của lực lượng nhân viên y tế thì chúng ta đủ cơ sở để tin rằng bệnh viện Bệnh nhiệt đới sẽ vượt qua được thời điểm khó khăn này. Tác động của dịch COVID-19 đã khiến hàng triệu lao động tự do ở các tỉnh thành phố lâm vào tình cảnh thất nghiệp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chưa kịp gượng dậy từ các đợt dịch COVID-19 trước, đợt dịch tiếp theo này khiến cuộc sống của những người lao động tự do ngày càng thêm khó khăn. Không thể về quê, công việc thu mua ve chai cũng không thể diễn ra như ngày thường. Vì hai tuần nay, các quán đóng cửa phòng dịch nên không thu mua được gì. Bà Thuận đã phải chất chiêu từng đồng để trang trải chi phí sinh hoạt trong những ngày thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội. Cái lượng tôm, lượng gốc hoặc là người ta có mấy miếng dải này, một hai miếng dải, một hai con dải người ta cho. Tôi chỉ còn đi mua là không có. Cô đi lượng tới ngày được căng được bấy nhiêu rồi. Nên là mỗi ngày nhưng mà mình nạp cho nó được 10 ngàn, nạp cho vừa là 10 ngàn. Cũng như là cái nó lấy điện nước. Thì điểm bây giờ đó thì cũng vậy thôi, cứ về chọt, hôm nay bữa 3-4 chọt, có hồi 5-6 chọt, có hồi đãi xe khăn rồi cũng không có luôn á. Có rồi nó cho cơm này, nó cho củ này chứ này, về đêm nay mấy người nó đi từ thiện nó cho, rồi nó cho bánh, nó cho gạo cua này, bữa nay cũng được mấy chục gạo này. Còn với ông Duyên, làm nghề chụp hình dạo hơn chục năm nay tại trước cổng bưu điện thành phố, chưa bao giờ ông thấy công việc khó khăn như thời điểm này. Nếu như trước đây mỗi ngày ông có thể kiếm được 100 đến 200 thì giờ đây ông chỉ biết ngồi chờ đợi. Trong đợt dịch lần thứ tư, mất việc hay thu nhập giảm sút là tình cảnh chung của hàng chục ngàn người tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm qua được 3 tấm hình, còn bữa nay không có tấm nào hết á. Thiếu rất là nhiều. Nói thật con không có đủ ăn. Mai người ta cho ở cái ké cũng chứ không mà ta lấy tiền là cũng không biết sao, chứ đâu có nhà đâu.
từ coi như là từ dịch thời đầu tiên á, còn chạy xe được, làm ăn được. Còn dịch sau này không có chạy được. Thì cũng nhờ chị hội phụ nữ á, cho gạo, cho mì, mấy cái sống hàng ngày. Nhằm hỗ trợ cho người lao động, trong đó có lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội lần 2 với hơn 1.000 tỷ đồng. Việc thành phố sớm triển khai gói hỗ trợ này sẽ là cứu cánh cho người lao động, đặc biệt là người có thu nhập thấp, để họ có thể vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 15 trong 14 ngày tiếp theo. Quyết định này được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch sáng hôm nay 14 tháng 6, khi mà Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 819 ca nhiễm và xuất hiện một số chuỗi lây nhiễm chưa rõ nguồn. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, việc áp dụng biện pháp này là do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng. Việc gỡ bỏ giãn cách sau 2 tuần qua sẽ là điều kiện cho mầm bệnh tiếp tục phát tán và lây lan. Hiện tại các chuỗi lây nhiễm liên quan ổ dịch tại điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng đã được kiểm soát. Tuy nhiên, thành phố xuất hiện một số chuỗi lây nhiễm mới sau khi phát hiện nhiều ca dương tính qua khám sàng lọc ở các bệnh viện. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định hàng loạt chuỗi lây nhiễm trong thời gian khoảng giữa tháng 5 cho thấy là nhiều khả năng dịch xâm nhập vào thành phố vào đầu tháng 5 sau kỳ nghỉ lễ và đã lây lan âm thầm ít nhất 2-3 thế hệ. Với quyết định kéo dài thời gian giãn cách theo chỉ thị 15, thành phố sẽ tiếp tục không tụ tập 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét trong giao tiếp, dừng các dịch vụ không cần thiết, chỉ các dịch vụ hàng hóa thiết yếu được mở cửa. Sáng nay, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc mới COVID-19. Các bệnh nhân đã được cách ly tập trung trước đó. Như vậy, chỉ sau hơn một tuần, tỉnh này đã ghi nhận trên 50 ca bệnh. Việc đảm bảo sản xuất vừa phòng chống dịch cũng được các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực triển khai. Dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhưng mỗi ngày, đơn vị này vẫn đảm bảo hoạt động với doanh thu từ 5 đến 6 tỷ đồng. Để vừa sản xuất vừa chống dịch hiệu quả, công ty đã chia 3 ca, bố trí 50% cán bộ nhân viên làm việc với phương châm 3 tại chỗ. Công ty Bia Sài Gòn là một trong những doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất tỉnh Hà Tĩnh. Mỗi năm, doanh nghiệp này đóng vào ngân sách nhà nước khoảng chừng 600 tỷ đồng. Chính vì vậy, việc đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh cũng như duy trì sản xuất luôn được chính quyền địa phương và doanh nghiệp chú trọng để đảm bảo nguồn thu, giúp Hà Tĩnh vững vàng hơn trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lãnh đạo tỉnh là cũng là quan tâm đến tận công ty để vừa là kiểm tra tình hình chống dịch, vừa là thăm hỏi anh em và đồng viên sản xuất, hỗ trợ test nhanh COVID để cho người lao động yên tâm. Còn tại siêu thị Co-op-mart Hà Tĩnh, dù đã có lệnh giãn cách toàn thành phố, tuy nhiên, chính quyền vẫn tạo điều kiện cho các xe tải nhập hàng vào siêu thị nhằm đảm bảo cung cấp lương thực đầy đủ cho người dân vùng dịch. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng tạo điều kiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh để nhân viên yên tâm làm việc. Những cái chia sẻ của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì chúng tôi ghi nhận là đó là thứ nhất là về hỗ trợ cái công tác là vận chuyển hàng hóa, lưu thông giữa công tác nhận hàng cũng như là giao hàng ở tất cả các khu vực trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Thứ hai nữa là hỗ trợ các cái chính sách về dự trữ hàng hóa để từ đó là hỗ trợ cho đơn vị công tác dự trữ hàng hóa đầy đủ nhất cho người dân. Tỉnh Hà Tĩnh hiện có 2 khu kinh tế, 3 khu công nghiệp và hàng loạt cụm công nghiệp. Bên cạnh các giải pháp chống dịch, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị vận dụng triệt để hệ thống thông quan điện tử, thu phí trực tuyến và hệ thống quản lý giám sát tự động, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất. Phần lớn những hướng dẫn của ngành y tế thì họ đáp ứng một cách rất là tốt. Và họ cũng rất có trách nhiệm trong việc phòng chống dịch. Và bản thân họ cũng thấy rằng nếu như lỡ mà dịch xảy ra trong cái cơ quan mình thì thiệt hại nó vô cùng lớn. Việc thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch tại các nhà máy, khu công nghiệp nhằm hướng đến mục tiêu an toàn để sản xuất phải an toàn. Qua đó đảm bảo đời sống, việc làm, sức khỏe cho người lao động, đồng thời ổn định sản xuất, tạo đà phát triển cho các doanh nghiệp. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 lây lan ở nhiều địa phương, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân cũng như lưu thông hàng hóa, Bộ Giao thông Vận tải đã rà soát và tháo gỡ ngay các cơ chế chính sách liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa, không để đứt gãy, cản trở việc lưu thông. Theo Bộ Giao thông Vận tải, ở nhiều địa phương khi xuất hiện các ca nhiễm bệnh đã triển khai các giải pháp ngăn chặn mạnh để kiểm soát dịch, tác động lớn đến lưu thông hàng hóa. Thậm chí nhiều địa phương triển khai kiểm soát cực đoan như chặn cả hai đầu vào và ra. Điều này khiến hàng hóa bị ùn ứ, gây thiệt hại lớn trong sản xuất kinh doanh. Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp cùng các bộ ngành xử lý nhanh vướng mắc nhằm vận tải hàng hóa qua chốt kiểm dịch nhanh nhất, không để bất cứ một tuyến quốc lộ, tỉnh lộ nào bị ách tắc về hàng hóa do kiểm soát dịch bệnh.
Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải, trong thời điểm dịch vừa qua, sản lượng hàng hóa qua các cảng biển đều tăng từ 8 đến 10%. Dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nhưng hoạt động vận chuyển hàng hải vẫn ổn định. Các trung tâm đầu mối hàng hóa cảng biển như Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, sản lượng vận chuyển vẫn ở mức cao.